Hôm nay thì Duy Nguyễn sẽ chia sẻ với tất cả mọi người cách để sử dụng cái Podline SC379 một cách nó đúng đắn nhất và hợp lý nhất nha. Thì làm thế nào để mà chúng ta thu âm và phát live trực tiếp sẽ hay hơn trên dòng SC379 này. Đấy, thì phía trước á, thì chúng ta sẽ có hai cái nút để điều chỉnh cái cần. Cái nút bên trái đây á, là để điều chỉnh cái tai nghe mà Duy Nguyễn đang nghe. Đó, và nó không liên quan gì đến cái cổng để mà khán giả nghe hết. Và cái nút bên phải á, sẽ là cái nút mà để khán giả nghe. Thì cái nút này á, chúng ta chỉnh làm sao? Đó, chỉnh như thế nào để nghe cho nó hợp lý, đừng lớn quá và cũng đừng nhỏ quá hết quý vị. Lớn quá thì sẽ bị vỡ âm thanh. Đó, và khi mà nhỏ quá thì người khác lại không nghe được những gì chúng ta hát ha. Thì trên cái Podline này á, nó sẽ có một cái đường AUX. Em sẽ lấy cái đường AUX này. Đó, em cắm nó thẳng vào cái cổng headphone của cái sao cạc. Đó, cắm thẳng vào đây nha quý vị. Headphone ha. Thì trên cái headphone á, chúng ta cũng đừng nên dặn lớn quá, dặn tầm khoảng 2-3 giờ thôi. Đó, để cho cái âm thanh nó sạch. Đó. Và khi qua đây á, muốn lớn nhỏ gì đó chúng ta sẽ dặn ở đây thì nó mới lớn nhỏ được. Ok nha. Đó, còn nếu chúng ta dặn ở đây lớn quá mà qua đây một xíu chúng ta dặn nhỏ quá thì nó cũng không hay. Đó. Còn cái dây ở đây á, là sẽ cắm một cái đường này vào cái điện thoại đang quay hình mình nè. Đó, một tí xíu nữa là mình sẽ thu âm từ cái cọng dây này vào cái điện thoại xám đó cho mọi người nghe ha. Còn đây sẽ là cổng cấp nguồn 5V. Thì cái cổng này á, nó sẽ vừa giúp cho Duy Nguyễn thu âm mà vừa giúp cho Duy Nguyễn sạc pin trên điện thoại luôn. Đó là like cả ngày không có lo hết pin đó. Đấy, đó là vậy. Còn về cái phần điện thoại quay thì mình trước khi mà mình quay á, mình sẽ set up góc quay trước ha quý vị. Mình sẽ set up một cái góc quay. Đó, để lát mình quay hình thấy rõ. Ngoài ra mình sẽ vào cái phần mềm ghi âm. Trên bất kỳ điện thoại nào cũng vậy nha, mình sẽ vào một cái ứng dụng ghi âm. Đối với iPhone là ghi âm, còn đối với lại Samsung á, là trình ghi âm. Đó, chúng ta sẽ ghi thử. Đó, chúng ta đo cái âm lượng mà nó thu vào quý vị. Nè. Đó, đo vào coi nó ăn hay chưa. Hiện tại bây giờ nó đang thu từ cái sao cạc. Rồi, bé Trầm cầm giùm anh cái điện thoại. Ok. Đó thì Duy Nguyễn sẽ lại đây. Duy Nguyễn alo và đo cái sóng âm. 1 2 3 4 5 6. Thì mình chỉnh cái sóng âm làm sao? Đó. Thấy nó nhỏ lại đúng không Trầm? Đó, nó nhỏ lại nè. Rồi tăng lên nè. Alo, 1 2. 1 2. Đó là cái bánh xe bên phải ha, mình sẽ vặn lên. Đó. Và đừng cho lớn quá, nếu mà lớn quá sẽ bị rè, cho nên là mình chỉnh làm sao mà nghe nhìn nó đẹp. Đó, và chỉnh làm sao cho đẹp, quý vị có thể nhìn nè, nó cái sóng âm như nãy giờ nè, tức nghĩa là nó sẽ không có bị mà gãy đầu gãy đuôi, nó sẽ thấp thỏm nhưng mà nó sẽ phóng lớn lên nhất có thể. Để mình xách cái mic qua đây mình đo cho mọi người thấy nè. Đấy. Alo, alo. Đó, đúng rồi đó, 1 2 6 7, âm thanh cỡ đó là được rồi ha. Nó sẽ vẫn còn cái đuôi, nó không có bị đứt quãng ha. Rồi, như vậy là đã quay được rồi đó. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái âm thanh hay nhất nha. Rồi, thì đối với lại dòng vang số hay là mixer hay là âm ly thì chúng ta cũng câu tương tự thôi quý vị. Nhưng mà cái cổng đầu ra nó sẽ khác một chút. Hiện tại cái này là một cái mixer. Và mình sẽ không hát bằng phần mềm, mình chỉ hát bằng mixer thôi. Reverb của mixer và âm thanh của mixer toàn bộ hết. Chúng ta sẽ nghe một cái âm thanh nó thực tế ha. 1 2 1 2. Rồi, ok. Như vậy là phần âm thanh đã setup xong. Bây giờ chúng ta sẽ bấm record trên cái máy xám ha. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua cái máy xám nữa. Âm thanh mà các bạn đang nghe là âm thanh được phát từ máy xám ha. Yeah. Đó, khi mà mình hát bằng mixer mình dễ làm chủ hơn. Sông vô từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Bên dòng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi. Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ. Mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước. Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân,
lánh xa u phiền đắng cay trần gian. Đời anh sẽ đẹp vì có em, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng, sông hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Say tình mới đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước. Xin tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa u phiền đắng cay trần gian. Đời anh sẽ đẹp vì có em, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều. Sẽ có được một cái bản live và hát trực tiếp nó hoàn thiện hơn ở trước khi thu âm. Thì Duy Nguyễn khuyên mọi người là hãy vào cái trình ghi âm trên bất kỳ cái điện thoại nào đó, chúng ta sẽ đo cái sóng âm thì chúng ta sẽ biết được cái âm lượng đầu vào chúng ta đang thu nó như thế nào. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng với Duy Nguyễn hết clip nha. Xin chào và hẹn gặp lại.